chào bạn nhé. Hôm nay mình sẽ quay giới thiệu cho các bạn mẫu giường nệm thú handmade mẫu Toto xám bên mình cho các bạn xem nhé. Bộ giường nệm thú bên mình thì gồm một lệm lớn này, dài 1m6 này, ngang 1m1 này, dáng đầu bông thêm mút cao su dày 5cm này, một gối chữ nhật 30-50 này và một gối dài 80cm nhé. Bây giờ mình sẽ quay gần sản phẩm cho các bạn xem nhé. Các bạn thấy không, từng họa tiết này được bên mình cắt may rất chỉ là tỉ mỉ nhá, lên đệm rất chỉ là đẹp nhá. Đây là dáng chăn liền đệm nhá mọi người nhá, đây là dáng chăn liền đệm này, các bạn có thể chui vào chăn nằm hoặc các bạn có thể nằm lên chăn rất chỉ là tiện nhá mọi người nhá. Với kích thước này thì các bạn có thể một người lớn và một trẻ con nằm vô tư nhá mọi người nhá. Hàng này thì bên mình có thiết kế khóa từng sản phẩm nhá mọi người. Đây, khóa của nó đây, khi mà bẩn ấy, thì các bạn có thể tháo ra giặt được rất chỉ là tiện lợi nhé mọi người nhé. Các bạn nên lên lịch kiểu như là một tháng giặt một lần đấy thì để cho nệm nó thơm tho sạch sẽ nhé mọi người. Đấy. Ngoài mẫu này ra thì mình còn có gần 50 mẫu nữa cho các bạn lựa chọn cơ. Thì tùy vào nhu cầu của các bạn thì các bạn có thể chọn mẫu mã hợp lý nhé. Mình cảm ơn các bạn, mình chào các bạn.